Rồi massage xong rồi, bây giờ đi cắt tóc nha. Đi cắt tóc nha. Có tiền chưa? Hả? Tiền đâu? Đi đâu? Đi cắt tóc. Đâu chỗ đây mà. Đúng rồi. Tiền không? Tiền đâu? Tiền. Mà tiền đâu? Tiền đâu? Có tiền đi cắt tóc không? Mẹ có tiền rồi. Mẹ có hả? Chứ ba không có hả? Có hào nào. Không có hào nào hết hả? Hớt tóc hết nhiêu tiền? Hớt tóc phải đầu tư hết bao nhiêu thương lượng? Mẹ có tiền rồi. Mẹ cho hả? Ok, vậy nè. Nắm tay con vậy nè. Vậy. Mà vậy đi cắt tóc. Vậy. 2, 3, rồi. Quay ra đây. Lấy cái xe, Trương Trương lấy cái xe đẩy ra đây. Ba, có mặc đồ không? Có thay đồ không hay mặc đồ này? Có chứ. Mặc vậy thôi. Mặc vậy thôi. Chỗ đây mà. Ngay đầu đường mà. Khoác thêm cái áo đi. Khoác thêm cái áo để thôi đi ra ngoài nắng. Ôi mặc đi. Ba, mẹ đưa ba cái áo pyjama đi. Dạ. Thôi tiền lấy làm chi trước. Còn lấy xe, lấy quần mà. Thôi đừng có lấy tiền. Có chừng đụng vô cánh quần. À quần á hả? Tiền đồ hồ lấy tiền chứ. Mặc đồ này vô. Quần nè. Rồi đúng rồi, mặc đồ vô cho nó lịch sự. Đúng rồi. Mặc đồ vô cho nó lịch sự rồi mình đi nè. Mỗi lần đi ra đường cực quá. Rồi. Quần dài quá dài vậy. 2, 3. Bạn chỗ nào đấy? Bạn chỗ nào á? Quá trường còn. Chỗ quá gì đấy? Rồi, ba ông thùng đúng rồi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Chỗ quá rớt rồi. Đi hớt tóc đẹp trai đây. Hai mẹ con đi hả? Thì đi luôn chứ, thằng Trương nó chở con qua mà, lát nó chở con về. Trương nay thi xong rồi. Đầu ra đã thi xong, tuần sau thi tiếp mà. Tuần sau thi tiếp nữa hả? Mày đi gai cho người ta đây ngồi. Ê, trời đất ơi. Hết năm thi mấy? Trời đất ơi. Trời đất ơi, con mèo nó giành chỗ của ba rồi. Ba, con mèo giành chỗ của ba rồi. Đi cắt tóc không? Trời đất ơi, kêu đi cắt tóc cái nó bay lên kìa. Hả? Hào hết năm thi mấy? Ba. À, thấy giữa kỳ vậy hả? Năm ba đã hết rồi hả? À, giữa kỳ hả? Ủa, nó lì kìa. Không có ra ngoài. Để ra, rồi, lên xe. Ôi, lần đầu. Có tiền rồi. Nhưng chưa dỡ cái miếng này lên. Ủa, cái miếng này sao cứng vậy? Vậy ba bước qua hả? Giữ xe chắc nha, ông ngoại dịnh á. Không phải nó kẹp ở đâu đấy. Nãy nó kéo mày đi ra. Trời ơi, đúng rồi. Sao đi xuống kìa? Sao đi xuống kìa? Xuống kìa, cho kẹp xuống được không? À, sao đi xuống cái dốc này? Đi, bước xuống đi đã, bước xuống. Thôi còn ba lấy dép nữa chứ. Rồi con đi nha. Thôi sắp chút nha ngoại. Dép thì khỏi cần. Ủa mẹ giờ sao xuống? Đây đẩy qua đây nè, đẩy qua giữa này xuống được mà. Trời ơi cái bánh này nó rộng nè mẹ. Mèo đi vô. Đi vô. Mẹ coi. Vừa 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 vừa. Mày đẩy sức qua chút bên này không quẹt được. Đây hả? Mẹ méo cái gì không được chưa? Ủa dạ, được rồi đó. Trước để đỡ đỡ. Đây, dịnh chắc nha. Chưa. Vô rồi đó. Chưa. Có gì đâu. Đó. Bây giờ đẩy xe Trương xích ra. Rồi, xuống đây. Ồ, từ từ. Rồi, đi nha, con đi trước đi. Mày chạy xe theo. Con đẩy ra đầu đường trước đi, mày chạy theo. Mang xe đi hả? Dạ, để con chạy xe ra ngoài. Chứ mẹ đây xe đây, sao mày coi. Ba hớt tóc kiểu gì? Cắt thấp xuống nè. Cắt thấp xuống ha. Dạ. Kiểu cái này là mối quen rồi đúng không? Ba phân, trong này á, trước đây ba phân.
biết rồi. Trước đây 3 phân, còn sau là mấy phân? Trước nữa 3 phân đâu, còn cắt lên rồi cái 3 phân. Ờ à, đó, cái kiểu quen thuộc, kiểu cũ á. Kiểu đi lính mà. Kiểu cũ á. Giờ ra tao lính ra để... Ra tiệm là nó biết kiểu gì luôn rồi. Chị mới gọi đầu, bằng dầu gọi đầu khô nè, nó dựng đứng nè. Cắt tay hết kìa. Dạ dạ rồi, con biết rồi. Biết là ngoài kiểu cũ ha. Ra cái chủ tiệm hỏi phải kiểu cũ không là hiểu rồi đó. Rồi hết cho đẹp trai nha, hôm nay 25 hết rất là. À cắt đỡ mấy cua. À, kiểu đồng mấy cua. Mấy cua à. Đó, ông ngoại hết kiểu đó không à, có một kiểu một à. Đây nè, có muốn phải là kiểu chị chỉ có anh mới hiểu thôi. À, chỉ có anh mới hiểu thôi. Đó, đờ mấy cua đó. Đừng nhớ cây râu đây mà đừng cạo ha. Dạ, rồi, rồi. Râu râu làm giàu quá ha. Đây nè, đây đúng rồi dạ. Đúng rồi, cũng biết nhớ mà. Râu râu tài đó. Đừng bao giờ cắt đứt hay là nhổ hay là cạo cái hai cái cọng đó. Sắp giàu rồi. 100 tuổi là sẽ giàu. Chở ba ghé tiệm hớt tóc nam ngay đầu hẻm. Có bạn thợ quá đẹp trai. quá quen với khách này. Khách này thật là VIP. Kiểu đờ mi cua. Rồi. Một năm 14-23 là không cho đi hớt tóc. Khó lắm. À, tí xíu nữa coi thành quả nha. Cạo mặt nữa hả? Wow. Cắt chân mày cho ngoài nữa. Wow. Đẹp trai quá. Kiểu này là đồ mi cua đây hả? Trời ơi. Đẹp quá. Trời, cái sấy tròn ha. Cái sấy trên đầu tròn luôn nè. Wow. Bây giờ còn cắt chân mày nữa. Nhiều công đoạn quá. Coi vậy chứ nhiều thứ quá ha. Cắt vip đó. Cắt vip đó. Cắt xong cạo. Cạo xong rồi lấy đáy tay hả? Không, ngoại không lấy. Có lấy không? Không. Trời, chị lấy hết trơn rồi. Đáy tay của ngoại là chị hay lấy lắm á. Mà em lấy luôn đi nè. Chứ ngoại không lấy. Ngoại không cho. Ba có lấy đáy tay không? Sao vậy? Để dành con lấy hả? Để dành con gái lấy. Có. Lấy không? Lấy nha. Đừng để dành con. Để dành chị lấy nguyên cái nhíp. Chị đọc cho chị gấp ra không hả? Có đau không? Mày có đau không? Chị lấy mày có đau không? Không. Hết biết đau rồi. Cạo mặt đừng có cạo râu nha. Cạo râu tai của mày nha. Đây chết luôn á. Chết luôn á. Cái đó là nuôi dữ lắm rồi. Từ trong bệnh viện về tới đây á. Không cho ai đụng vô đó. Ồ, đẹp không? Đẹp không? Đẹp trai không? Căng thẳng quá. Đang cạo căng thẳng quá. Không dám nói chuyện. Đang tài. Đây đây nè. Đây. Ghê chưa? Cái trái của ba đó. Ghê chưa? Ở nhà chị móc cũng nhiều vậy nè. Kêu móc cái trái không? Không móc. Không móc cái trái để dành cho Út An móc thôi. Sau. Tay bên đó lúc nào cũng nhiều hơn hết á.
Rồi, xong rồi ba ơi. Đâu? Đẹp trai đâu? Đẹp chưa? Đã không? Lấy cái tay đã không? Rồi, ông ngoại ơi, tiền đâu? Tiền đâu rồi? Đã quá. Đã không? Đã không? Đã quá trời luôn kìa. Bên tay bên này cũng quá trời luôn nè. Cái cục này là cục vĩ đại nhất nè. Ghê không? Đã ngứa không? Đã ngứa chưa? Bỏ dưới đi, đúng rồi. Đi về ha. Đã ngứa chưa? Có mặc áo không? Mặc áo không ba? Có dính tóc không? Không mặc hả? Dính tóc không? Không mặc áo nữa hả? Trương lấy xe đẩy của ngoại ra. Đây đây dựng con nè. Đẹp trai chưa? Cái nó còn điểm ra mà. À, đẹp trai quá. Nè ba, đẹp trai đâu? Ba, đẹp trai không? Hài lòng không? Quý khách hài lòng với quả đầu này không? Rồi, chị về luôn nha. Khoan khoan, để Dương nó mở cái xe ra đã. Dịnh con nè, dịnh con nè. Rồi, bước. Nó chụp cái cửa đó, nó chạy á. Khoan khoan, đứng đây đi, bà đứng đây đi. Để Dương nó mở xe đã. Dương đỡ. Để băng ghế ra nè. Đi chơi ghê chưa? Quay lại. Đỡ rồi. Rồi. À đây để con xử cho. Rồi. Ok. Để ngoài về trước đi, mẹ chạy xe về. Rồi cảm ơn em nha. Sao đẹp không? Cái khoảng 3 phân nữa, sao dần dần nở dần. À. Đấy là đường bí cua. À. Cắt đúng không? Hả? Nó cắt chảy đúng á. Đúng ý phải không? Đẹp không? Thích không? Hả? Thích không? Nó chừa 3 cộng râu tài luôn nè. Nó chừa 3 cộng râu tài cho ba luôn nè. Đó, 1 cộng 2 cộng 3 cộng đủ nè nha. Thấy chưa? Thích không? Có bò nó tiền không? Không, cái rau dài dầu mà. À, đâu có được đụng vô đâu. Chưa dầu mà. Mà nhổ cái gì? Chưa dầu mà ai cho nhổ ha? Để dầu trên đầu á. Để dầu mới nhổ hả? Xè cái khăn ra. Ừ, đó, chảy khăn ra. Đúng rồi, vậy đó. Lau nguyên cái đầu luôn, chờ nguyên cái đầu lau cho ngoại luôn. Cho nó hết tác dụng đi. Trời ơi, đẹp trai thơm tho quá trời quá đất luôn rồi. Dưới này nè con, dưới gáy, dưới lòng tay nè. Rồi, chịu qua đây. Đó, vậy đó. Sạch rồi. Rút lại cho ba đẹp trai chứ. Cắt chạy ra đúng. Đúng ý ha. Bờ đi cua. Đơm đi cua. Đẹp không? Đẹp trai không? Đơm đi cua. Chịu rồi nha. Nhiều đứa hỏi đờ mì, không biết cái đờ mì là cái gì. Bạn này hết là đúng ý rồi ha. Đó, tên Khôi hay gì vậy Khôi. Chú Khôi hả? Có cái thằng ở trên chỗ sân banh á. Dạ. Mà con hay đưa xe đến cắt á. Thằng đó nó cắt. Cắt mà không mặc áo vào mà nói là không dặn hả? Đến là nó cắt đờ mì cua hả? Cắt mà không mặc áo, cởi áo ra. Sợ dính tóc á. Dính thì rủ đi ra. Ngoài nó nóng mà. Cởi áo pyjama ra, mặc áo ba lỗ à. Khi vỡ dậy nó mới chui trong người không mang lau. Lau rồi, sạch rồi. Sợ ngứa. Sợ anh yêu ngứa. Ôi thôi, vô phải thôi. Đẹp trên anh mày mà thấy á. Chùi hoài. Thấy đây chùi hoài á. Thấy đẹp cái bu bu vô. Rồi chưa? Rồi. Mệt chưa? Đẹp cái bu
bu bu vô hoài. Rồi thôi con về nha. Mai con vô nha, bữa khác con vô. Bấm. Bye bye.